Chào các bạn, Tuấn Anh, âm thanh máy Kiên Giang xin giới thiệu đến các bạn cũng là một chủ đề về loa cây mang model là Pioneer CS 77 Tơ Queen SD. Cặp này là cặp 77 Tơ Queen SD có SD các bác nhé, còn 77 Tơ Queen trơn thì nó lại khác. Cặp này thì nó có SD. Đây chính là cặp loa cây đời đàn em của đời S99T. Hôm cách đây mấy hôm thì em có đăng một cặp 99T lên rồi, thì hôm nay em sẽ đăng một cặp 77 Tơ Queen lên SD lên cho anh em tham khảo và chơi những dòng loa hi-fi. Đây là dòng loa chuyên nghe bolero rất là ngọt ngào và sâu lắng. Về thùng vắt thì nó sẽ thua con 99T một tí nhé các bác nhé, bởi vì nó là 77, còn coi cái cặp kia là cặp 99 thì nó sẽ hay hơn và bát nó sẽ to hơn một tí. Như hai cặp này thì bát nó tầm khoảng 17-18 cm, nó là hai bát nhé và một chép dom nằm ở giữa. Đây là dòng loa cột hi-fi, hai bát điện thật của nó các bác nhé, và một loa chép dom nằm ở giữa. Về thùng vắt thì còn rất đẹp, đây anh em có thể xem thùng rất đẹp, đây thùng rất đẹp nhá. Đấy, em xuống cái mặt sau cho anh em xem. Đây, về thùng vắt thì còn rất đẹp. Công suất của con này là 150W các bác nhé, 150W một loa, và một cặp của nó là tới 300W. Ở mặt trước thì nó có ghi thông số của sản phẩm, đó là Pioneer, model là S77 Tơ Queen SD. Cái dòng này nó có chiếc SD nhá, còn một dòng nữa thì nó không có chiếc SD. Giá hàng của nó thì sẽ rẻ hơn cặp này một tí, cặp này có chiếc SD thì nó sẽ cao tiền hơn một tí. Đặc biệt cặp này hát bolero nhạc vàng rất là phê các bác ạ, rất là hay. Cái bát của nó đánh ra rất là ấm, tuy bát chỉ có 17-18 thôi nhưng mà đánh ra rất là uy lực ạ. Cái bát nó cực kỳ uy lực. Và một cặp của nó em sẽ cân và ước tính là khoảng 70kg các bác nhé, 70kg. Một cặp của nó là 70kg. Đây rất đẹp đây. Đấy, hình hàng còn rất đẹp. Nhìn xa các bác trưng lên thì giống như là hai cây cổ thụ ấy, hai cây cột đỉnh ấy, rất là dày, cao to. Đối với một cây thì một người bê thì cũng hơi bị đuối các bác nhá, rất là nặng. Bởi vì cái mặt trước của gỗ của nó không là dày cả 5 7 phân rồi. Đấy, gỗ này gỗ lạng nhá, gỗ lạng là gỗ thịt của nó đấy, gỗ xịn của bên nước Nhật họ chế tạo ra. Đấy, thùng rất đẹp thì cũng có một chỗ xước xước ở sau nhé. Đây này, như anh em trong để nhìn thấy trong video này đấy, xước xước này này, thì còn sau này thì không đáng kể rồi, không ai thấy đâu. Đấy, mà sau của nó đây thì có một chỗ nó hơi xấu tí thì cũng không đáng kể, cũng không sao hết. Và có một điều là em cũng xin nói luôn là cái chiếc e căng của nó nhá, là e căng của nó đây, còn e căng cũ của nó thì nó bị bể, nó bị rách hết rồi, em bỏ hết rồi, em phải làm cái cặp e căng mới để cho nó đẹp hơn. Nhiều khi cái cặp e căng này các bác nhìn vô nó còn đẹp hơn e căng cũ nữa. Đấy, rất là đẹp nhá, màu đen, còn e căng của nó thì nó màu nâu, màu nâu tương tự giống cái màu của nó. E căng của nó đấy còn rất đẹp. Cái căng của nó này em làm này các bác nhé, anh em xem video thì cũng lưu ý cho em. Đây căng đây, đưa vô rất đẹp. Đây nè, đưa vô cái nhìn tuyệt vời, nhìn còn đẹp hơn cái căng của nó nữa. Cặp này đánh nhạc vũ trường, đánh cũng phê không các bác ạ. Khi đánh bát nó ra rất là sâu, rất là đẹp, rất là mới, vàng bóng. Cặp này nó được trang bị hai lỗ thông hơi quá nhá. Đây này, hai lỗ thông hơi nằm mặt sau này, ở dưới là cầu loa B-Way. B-Way thì các bác có thể đánh được loa bát riêng hoặc là loa chép riêng, tùy theo mình có nhu cầu chơi sở hữu. Còn hai lỗ thông hơi thì các bác có thể đặt cách tường khoảng 20cm thì nó đánh bát dội ra rất là hay. Em có cặp thôi nhá, cặp 77 SD thôi. Và tí xíu em sẽ test theo yêu cầu của anh em, cũng như là một bác ở Bắc Cạn cũng yêu cầu em test cái cặp này lâu lắm rồi.
em cũng có thể dành cho chút thời gian để test cho anh em nghe nhạc bolero. Cặp này thì nghe bolero thì hay, rất là hay các bác nhé, bởi vì nó là dòng loa hi-fi chuyên về bolero. Đặc biệt tiếng bass của nó ra rất là mềm, thùng của nó thì nó nặng khoảng 70 kg, thì tiếng bass của nó đánh rất là sâu. Rất nhiều anh em kêu em test cái cặp loa này, và cũng có một bác ở Bắc Cạn yêu cầu em test, thì sáng nay em sẽ test cho anh em nghe, và một bác ở Bắc Cạn nghe thử chất âm trên đôi loa này nó đánh như thế nào nhé. Nhìn xa rất đẹp các bác nhé, nhìn sướng sướng như hai cây cột đấy, như hai cây cột cột thụ đó, nhìn rất đẹp, trưng rất đẹp, phong cách màu nâu vân gỗ nhé. Đây là cái vân gỗ đây này, các bác có thể thấy này, rất là óng ánh nhé, rất là đẹp, rất là bóng. Còn về loa thì em sẽ cam kết là zin 100% nhé, zin từ màng loa tới gân loa, thậm chí là con loa đấy, tất cả zin hết, zin rất là tật nhé. Đây rất là đẹp này, cái gân loa của nó là bằng vải các bác nhé, bằng vải rất là mềm, đánh ra tiếng rất là hay. Đây này, cặp này về các bác xài 5-7 năm nữa cũng chưa hư được đâu, chưa hư được cái gân của nó đâu, rất là mềm và hay. Em sẽ test theo em sẽ test một đoạn bolero nhé, nhạc Xuân các bác nhé, bởi vì cuối năm nay rồi, cũng gần đến Xuân rồi, hết năm 2019 rồi, em sẽ test một đoạn nhạc Xuân cho các bác nghe nhé. Từ ngày
bọn mình chia tay. Đến nay đã 3 năm vừa này, tớ gạo tạ tớ già lắm thôi dạ anh bảo áo lan. Các anh vẫn miệt mài cuối đời trai chiến đấu, tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè hợp nhau. Ngày tháng qua mau, 3 năm rời tay sớm. Đêm nay tôi ngoảnh mặt lại, trông về biên cương, nhớ bọn mình dám đứa yêu nhau hơn cả tình nhân. Bây giờ con quên chiến trường còn tiếng súng khi đêm đen còn hòa hết rồi, nhưng vẫn thèm vẫn mơ đời mình chờ người tình ngày nào tôi yêu. Lắm khi viết thư thăm bọn giờ làm vợ hiền thương binh nên đời vơi nhiều nỗi ưu. Những đêm trong trời buồn tôi chợt nghe thương nhớ nên không quên nguyện cầu quê mẹ ngừng khổ đau. Chinh chiến qua mau để người thương mến nhớ. Em cũng xin tạm dừng video tại đây các bác nhé. Bác nào quan tâm đam mê ca hát thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Đối với cặp Hien này thì nó là đậm chất của nhạc vàng bolero và nhạc sến hải ngoại. Thì giá của nó là 9 triệu các bác nhé. Em sẽ chưa bao gồm phí ship. Giá 9 triệu nhé. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ.